Chào mừng các bạn đã quay đến với bản tin châu bóng đá ngày 23 tháng 5. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin châu đáng chú ý sau. U23 Việt Nam lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng với huy chương vàng SEA Games 31. Việt Nam vô địch. Bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng đã giúp U23 Việt Nam vượt qua Thái Lan, bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Bàn thắng này phải gọi là cú đánh đầu mạnh nhất Đông Nam Á, đánh đầu thế thì bố ai mà đỡ được. Pha đánh đầu làm giải tỏa mọi áp lực, trước đó Nhâm Mạnh Dũng cũng đã rất gần bàn thắng rồi nhưng bóng lại chạm tay. Đúng là cái tay hư hỏng nhưng cái đầu ngoan ngoãn. Cũng cần phải nói tới quả tạt đẹp như tranh vẽ của Phan Tuấn Tài. Sau trận đấu, Tuấn Tài đã khóc nức nở khi mình có được pha kiến tạo định đoạt trận đấu. Không chỉ bảo vệ thành công ngôi vô địch, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo còn trở thành đội đầu tiên bước lên bục vinh quang mà không để lọt lưới bàn nào. Chúng ta đá 6 trận, 6 cái hiệp một đều hòa 0-0. Tôi đố các ông tìm được đội vô địch nào làm được như thế này đấy. U23 Việt Nam bây giờ đã có chuỗi 12 trận bất bại ở các giải đấu chính thức. Thắng 11 trận, hòa 1 trận, ghi 19 bàn và không thủng lưới lần nào. Thông số thực sự quá ấn tượng. Để mà nói về chức vô địch này thì còn rất nhiều điều nên xin phép anh em lần sau nói tiếp. Giờ thì cứ ăn mừng cái đã. Việt Nam vô địch. Ngược dòng điên rồ, Man City bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League. Vòng cuối ngoại hạng Anh đã thể hiện vì sao đây là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Thể nào cũng có ông bảo là kịch bản, bịp bợm các thứ cho mà xem. Man City gặp Aston Villa của huấn luyện viên Gerrard. Villa thì chẳng còn động lực gì ngoài việc giúp đỡ Liverpool. Thế mà họ đã vượt lên dẫn trước Man City tới 2 bàn. Một bàn trong đấy là pha lập công của Cú Tí Nhỏ, một người cũ khác của Liverpool. Đến lúc này Man City mới nhận ra hình như mình lọc fan hơi lâu. Thế là chỉ trong vòng 5 phút từ phút thứ 76 đến phút 81, Man City đã nã luôn 3 bàn. Một bàn đến từ cú sút xa của Rodri và hai bàn còn lại được ghi do công của Gundogan. Gundogan từng là trò cưng của Klopp nhưng giờ anh đã khiến ông thầy cũ buồn một chút trong tim. Chiến thắng 3-2, Man City tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch bất chấp bên sân Anfield, Liverpool cũng giành chiến thắng. Lúc trọng tài thổi còi hết giờ, Pep đã rơi nước mắt và chạy vào đường hầm. 5 mùa gần nhất, 4 mùa ông lụng danh hiệu Premier League, nhưng đây có lẽ là chức vô địch kịch tính và cảm xúc bậc nhất trong sự nghiệp của ông. Báo Thái, thua U23 Việt Nam rất đau đớn, nhưng là kết quả xứng đáng. Đó là nội dung chính mà tờ Siam Sport của Thái Lan bình luận. Sau khi đội bóng xứ chùa vàng mất huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31, U23 Việt Nam đã làm tan nát trái tim của động viên Thái Lan bằng chiến thắng 1-0. Cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng là cú đánh quá mạnh vào những nỗ lực của huấn luyện viên Mano Polking cùng các học trò, khiến đội bóng không kịp gượng dậy trong 5 phút cuối trận. Đây là trận đấu mà hai đội đã chơi ngang ngửa. Thế nhưng đối thủ của U23 Thái Lan đã tận dụng tốt cơ hội để định đoạt kết quả. U23 Việt Nam cho thấy họ xứng đáng với những gì đã thể hiện. Còn với voi chiến, đây sẽ là bài học cho những cầu thủ chất lượng nhưng thiếu kinh nghiệm. Ngoài ra, tờ báo còn nhận xét rằng bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn cực thịnh ở khu vực Đông Nam Á. Bằng chứng là hai tấm huy chương vàng môn bóng đá nam và nữ. Họ dự đoán điều này sẽ tiếp tục kéo dài trong thời gian tới. Thắng cũng đá C2 mà thua cũng đá C2. Vâng, đó là tình cảnh của Arsenal và Man United đêm qua. Arsenal bước vào trận gặp Everton với quyết tâm thắng trận, thậm chí là thắng thật đậm rồi chờ Tottenham sải chân để chiếm lại vị trí thứ tư cùng một vé dự Champions League. Và Arsenal đã làm được một nửa, họ vùi dập Everton với tỷ số 5-1. Các cổ động viên Arsenal vừa vui vừa than vãn, sao mấy trận trước không đá thế này đi. Thắng đậm thì tốt đấy, nhưng mới là điều kiện cần thôi, điều kiện đủ thì Arsenal không có. Vì ở sân bên kia, Tottenham còn thắng đậm hơn Arsenal. Họ dã cho Norwich 5 bàn không gỡ, thế là dù thắng nhưng Arsenal vẫn phải gặm ngùi uống C2. Trái ngược với Arsenal là Man United, MU lại thua trong trận cuối của mùa giải gặp Crystal Palace. Erik ten Hag dự khán tối qua có lẽ đang suy nghĩ, đếch hiểu sao mình lại bỏ một câu lạc bộ được dự C1 để sang cái đội này. Nếu West Ham giành chiến thắng, họ sẽ lên vị trí thứ 6 và buộc MU phải đá C3. Thế mà cô thương hay thế nào, West Ham lại cũng thua luôn. Thế là dù thua nhưng MU vẫn được đá C2 giống Arsenal. Đúng thật là, người thắng chưa chắc đã vui, mà kẻ thua chưa chắc đã buồn. Bóng đá nó hay ở chỗ đó. Chiếc giày vàng lịch sử của Son Heung-min. Trận thắng 5-0 trước Norwich không chỉ giúp Tottenham chính thức giành vé dự Champions League mà còn có ý nghĩa quan trọng với Son Heung-min. Anh ghi cú đúp trong trận đấu để kết thúc mùa giải với 23 bàn thắng, bằng thành tích với Salah. Như vậy Premier League mùa này có tới 2 vua phá lưới với số bàn thắng như nhau. Son trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu chiếc giày vàng ngoại hạng Anh. Càng đáng nể hơn, trong 23 bàn thắng này, Son Heung-min không đá quả pen nào. Anh xứng đáng với danh xưng niềm tự hào bóng đá châu Á. Từ giờ chắc không ai dám nói mấy câu kiểu cầu thủ P của đội M chơi bóng rổ à. Chúc mừng Son Heung-min với thành tích tuyệt vời này. Bản tin ngày hôm nay đến đây cũng xin phép kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ like, share
đăng ký kênh và rung nút chuông để đón xem những bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.